Tập 107P một kỳ nghỉ chạy hè. Thầy hiệu trưởng đang thông báo cho các bạn nhỏ biết hôm nay trường sẽ bắt đầu chạy hè. Cô giáo nói thêm các bạn sẽ được tự mình dựng lều. Vì vậy hãy bắt đầu kỳ nghỉ vui vẻ nào. Các bạn nhỏ vô cùng hào hứng và bắt đầu chia nhóm để dựng lều. Xin cũng đứng gọi các bạn trong nhóm mình tập hợp lại. Kazama liền đi lại nhắc nhở xin đừng tự ý thay đổi tên của nhóm chứ. Chúng ta là đội gấu trúc mà, nếu Kazama gọi mọi người là thỏ thì xin thấy thế nào? Xin tỏ vẻ chẳng có gì nghiêm trọng cả, miễn sao người lớn thấy họ vẫn an toàn không bị thất lạc. Kazama thở dài chán chẳng muốn nói nữa, thế rồi Kazama giới thiệu mình là trưởng nhóm. Vì phải có kinh nghiệm cắm trại, xin liền giơ tay chặn họng Kazama ngay. Cậu liền hỏi Kazama có mấy lần cắm trại, Kazama tự tin là 2 lần. Vì vậy cậu ấy tin mình có thể đảm đương trách nhiệm hơn mọi người trong đội. Có ai không hài lòng không? Xin nói là không nhưng lại tỏ vẻ hơi nghi ngờ khiến Kazama bực điên. Cậu ta vừa quay đi thì Xin đã giơ tay muốn làm lãnh đạo. Mà sao cũng muốn được thử một lần xem sao, đã thế thì Kazama này đành trổ tài trước vậy. Cậu ta bắt đầu trải đồ nghề và thực hiện, mới hướng dẫn được bước đầu và nối các trụ cột vào với nhau. Thì Xin và Bo đã chui tọt vào đống vải dù rồi. Kazama tức quá không chịu nổi liền lấy cây trụ đập lia lịa khiến Xin và Bo phải chui ra ngay. Bước tiếp theo là luồn các cây đã lắp vào tấm vải dù để dựng lều mái vòm. Các bạn cùng nhau làm và đã xong, cả nhóm hí hửng chui vào lều xem thử. Kazama rất đắc ý, đúng là đám bạn chỉ là những đứa trẻ con. Vừa vào lều Xin đã vặn vẹo Kazama thế thì nhà vệ sinh nhà bếp chỗ nào. Kazama tức đến muốn khùng, mấy thứ đó ở bên ngoài hết chứ làm gì có trong lều hả? Xin liền lật lọng ngay, cậu ta chỉ nói đùa thôi mà. Lúc này cô giáo đi tới hỏi đây là lều của đội nào. Xin liền chọt cái mông ra cửa lều chào cô nhìn là đã hiểu luôn rồi. Tiếp theo cô hiệu phó thông báo về tự chuẩn bị cho bữa tối hôm nay. Các bạn phân công nhiệm vụ, Kazama sẽ rửa rau và gọt vỏ, còn Xin sẽ nhảy múa trong khi xem các bạn làm. Nghe thế Kazama tức tối túm cổ Xin ngay lập tức, làm ơn hãy làm gì có ích cho đời đi nào. Cuối cùng Xin cũng phải ngồi gọt vỏ rau củ với Kazama. Khi Kazama hào hứng muốn lột sạch vỏ củ khoai tây thì Xin lại thấy tội nghiệp cho chúng. Kazama bực bội nói Xin nhanh tay làm đi, Xin thấy Kazama gọt vỏ liền bắt chước làm theo. Cơ mà cậu ta đã bị phấn khích quá mức khi gọt lớp vỏ đầu tiên. Thế rồi Xin đã gọt tới lõi củ cà rốt khiến Kazama hoảng hồn. Thế thì còn ăn được cái gì nữa? Xin giật mình nói mình đã gọt nhanh quá. Cuối cùng cũng xong, hai đứa khiêng tới cho cô Yoshinaga. Trong khi đó cô Matsuzaka đang trổ tài cắt rau củ. Cô nói rằng việc cầm dao sẽ không đáng sợ nếu các bạn sử dụng nó đúng cách. Chưa gì Xin đã tới và chỉ vào cô nói rằng đó là một con dao quái vật độc thân. Nghe thế cô Matsuzaka như muốn gục ngã tại chỗ. Sau đó cô liền lộ vẻ mặt đáng sợ và nói rằng đúng vậy ta đang thèm một tên nhóc láo cá. Các bạn thấy thế thì sợ hãi bỏ chạy hết. Thầy hiệu trưởng sợ hãi lao tới cầm tay và cầu xin cô hãy bình tĩnh trở lại. Thế mà Xin vẫn không chịu buông tha, vẫn còn mỉa mai 14 năm ế dài khiến cô càng điên tiết thêm. May mà cô lớp Xin đã tới xách cậu ta về bàn. Xin liền chụp một củ khoai tây và hình dung nó giống khuôn mặt mình. Cô Yoshinaga chăm chú cắt khoai tây và cà rốt phập phập khiến Xin tỏ vẻ ngạc nhiên. Cậu ta nói cô nên cắt nhỏ chúng ra hơn thế, nhưng cô cho là không cần thiết vì nó dùng để nấu cà ri mà. Xin liền xỏ Xin hay là cô không biết làm nên mới nói thế. Cô Yoshinaga nghe thế thì cắt nhanh thoăn thoắt khiến Xin phải trầm trồ. Đã thế thì cô đây cắt hết cả đống hành tây thành hột lựu xem Xin có lắc mắt không. Cơ mà hai cô trò khóc ròng luôn vì hơi cay của hành bốc lên. Tới lúc ăn cô Matsuzaka liền xóc xỉa cô Yoshinaga cắt hành như băm rác vậy. Thế mà thầy hiệu trưởng và cô hiệu phó lại khen nó rất ngon vì mọi thứ được cắt nhỏ. Xin cũng tấm tắc khen ngon khiến cô rất vui. Các bạn ơi, hãy dành ra 5 giây để like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tập 107P2, đó là thử thách lòng can đảm tại trại hè. Thầy hiệu trưởng nghiêm túc đứng trước đống lửa đang bùng cháy. Thầy bắt đầu kể chuyện, thôi mọi người ơi đêm đã khuya rồi. Khi ngọn lửa này tàn hết mọi thứ xung quanh sẽ tối đen như mực. Trong sự tĩnh lặng của không gian yên ắng, chỉ có tiếng gió thổi, tiếng côn trùng kêu. Khi cả trường đang nín thở để nghe thầy kể nốt thì một bàn tay đặt lên vai khiến cả thầy và đám trẻ hét toáng cả lên. Cô giáo cũng hoảng hốt, có chuyện gì vậy thầy? Thầy hiệu trưởng lúc này đã thở không ra hơi vì quá sợ hãi. Thầy lắp bắp trách vì cô tự nhiên vỗ lên vai, lúc thầy đang nhập tâm kể chuyện ma mới khiến thầy giật mình đấy. Cô cũng bực bội mắng thầy sao lại kể chuyện ma cho trẻ con nghe trước giờ đi ngủ cơ chứ. Xin đi lại cà khịa nãy nhìn thầy sợ chứ như một tên ngốc vậy khiến thầy quê một cục. Khi lửa đã tắt, thầy nói bây giờ sẽ là trò thử thách lòng can đảm của các bạn nhỏ. Họ sẽ được chia thành những nhoam nhỏ tiến về phía cái cây lớn ở cuối con đường kia. Và chiếc thẻ này sẽ được dán ở gốc cây nếu ai lấy được nó. Mà sao nghe thế thì đã sợ run bần bận. Mới quay ra thì cậu ta hét toáng lên khi thấy hai bóng ma tiến tới. Đám trẻ cũng nhao nhác bỏ chạy, thì ra là một cô dọa họ một chút thôi mà. Xin cũng muốn thử đeo mặt nạ nhưng cô Matsuzaka đã từ chối.
Thế rồi cô lại lộ vẻ mặt đáng sợ hơn ma quỷ của mình làm bọn trẻ lại sợ hơn. Sau đó họ bắt đầu vào cuộc chơi, thầy hiệu trưởng cổ vũ các bạn tiến lên. Xin nói ai làm đội trưởng thì lên đứng đầu, Kazama bất lực đi trước. Miệng không ngừng lẩm bẩm câu thần chú không được sợ. Mới nghe tiếng sột soạt cả đám đã đứng lại. Mặc dù rất sợ nhưng Kazama phải tỏ vẻ bình tĩnh trấn an mọi người. Thế mà Shin lại thổi nhẹ vào tai khiến Kazama dựng hết cả tóc gáy. Kazama chỉ kịp la lên thất thanh rồi phóng như bay về phía trước. Sau đó thì quành lại may mà Bo chụp lấy tay cậu ta. Shin nói chỉ muốn đùa vui thôi mà. Kazama gào lên thế mà vui sao nổi. Shin liền múa may và nói mình mắc tè quá. Kazama gào lên cứ tè tự nhiên sao phải chứ. Sau khi giải quyết xong cả đội lại đi tiếp, tiếng sột soạt phát ra. Một bóng ma lại xuất hiện khiến Kazama và ma sao cắm đầu chạy trước. Họ lại bị chặn đầu bởi một con ma khác. Kazama liền hỏi chỉ là cô Yoshinaga và cô Matsuzaka thôi mà, nhưng con ma vẫn không chịu dừng lại. Shin liền chỉ mặt cô và hỏi người yêu của cô là Ishida trông giống Saburo, cô ấy liền vui vẻ gật đầu. Tiếp theo Shin đi tới chỗ con ma cạnh mã sập và nói 24 tuổi đầu mà vẫn làm trò này. Kazama đã nhận ra là cô Matsuzaka, cậu liền khuyên cô ơi hãy bình tĩnh vui vẻ không quạo nào. Sau đó thì cô hét toáng cả lên dọa đám bạn khiếp vía. Thì ra là Shin đã nhảy bổ lên lưng làm cô sợ hãi. Sau đó cậu ta lại cù lách khiến cô cười như điên dại. Cô kéo tấm khăn trắng che hai đứa bạn ra thì Shin nói đó là trò của mình. Kazama tức điên hét lên không vui chút nào, nhóm bạn vẫn phải đi tiếp. Ma sao sợ hãi trốn sau lưng Bo, cậu ta cảm nhận có ai đó đang theo dõi mình. Kazama rất sợ và bỏ chạy thật nhanh, đám bạn cũng chạy theo sau cậu ta. Thì ra là Shin ở phía sau đang tụt quần vỗ mông bép bép. Tạo không khí thêm kịch tính và gay cấn, ma sao cứ hét toáng lên và đẩy Bo về phía trước. Bo bỗng đứng khựng lại đọc dòng chữ được dán trên cây. Ma sao ra sức đẩy bạn và thúc giục mau chạy nhanh lên. Ma sao mở mắt thấy Shin thì tức tối lắm, sao Shin lại làm cái trò khỉ gió đó hả? Mà Bo quay lại đã chẳng thấy Kazama đâu cả, còn Kazama đang sợ hãi nhìn xung quanh. Một giọt sương rơi trúng gáy lại khiến cậu sợ hãi bỏ chạy. Kazama đâm sầm vào gốc cây liền đạp nó một phát, con bọ hung vì thế cũng rớt trúng đầu cậu ta. Kazama lại dãy dụa bỏ chạy lại mắc trúng mạng nhện. Ma sao lo lắng hỏi mọi người có nên đi tìm Kazama không thì vui vẻ khi thấy cậu ấy trở về. Vì vậy ma sao nói nhanh đóng dấu rồi về gặp thầy. Còn Shin thì lao lên phía trước đón Kazama như phim tình cảm. Kazama vội né Shin ra lao tới phía ma sao. Ma sao giật mình liền giơ tay đỡ lấy. Kazama vị mộc đóng trúng mặt nằm vật ra đất. Shin thấy thế thì khoái quá tụt quần Shin một dấu vào mông đi mà. Còn Kazama cười trong nước mắt khi cậu ta đã vượt qua thử thách lòng can đảm hôm nay rồi còn gì. Các bạn ơi, hãy dành ra 5 giây để like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tập 444, P2 tin nhắn bí mật của bố. Trên tàu đi làm hôm nay có một chị gái bị một người đàn ông sàm sỡ. Lúc này bố cũng chen lấy cặp thì tàu đột ngột dừng lại làm chiếc cặp rơi vào đầu ông chú kia luôn. Sau đó mọi người cùng xuống tàu, chị gái kia liền đến cảm ơn bố vì đã giúp chị. Lúc này bố mới biết là chị gái bị tên kia sàm sỡ. Chị cảm ơn bố rồi rời đi, còn bố thì thấy ngại vô cùng. Sau đó bố vui vẻ lên công ty chào hỏi mọi người. Chú Kawaguchi thấy bố hôm nay phấn khởi quá. Hình như có chuyện gì vui, nhưng bố cứ cười mãi rồi quyết tâm hôm nay làm việc thật tốt. Sáng hôm sau, bố lên tàu đi làm thì vô tình gặp chị gái hôm qua. Vậy là hai cùng nói chuyện với nhau, thì ra chị ra Yoko. Một nhân viên thực tập, chị mới đi làm chưa quen nên bị sếp la suốt. Bố nghe vậy liền động viên chị cố gắng lên, từ từ sẽ quen. Với lại có chuyện gì thì cứ kiếm người tâm sự sẽ đỡ buồn hơn. Chị Yoko thấy bố nói cũng đúng. Vậy là xuống tàu chị xin số điện thoại bố để nào rảnh thì tâm sự. Đến chiều bố đang đi bộ về nhà thì thấy có tin nhắn, là tin nhắn của chị Yoko. Chị kể với bố là hôm nay không bị sếp la. Tất cả là nhờ có bố, rồi chị hẹn bố sáng mai gặp nhau trên tàu. Có cả hình trái tim nên bố thích lắm, chợt nhớ ra là có gia đình rồi nên bố tỉnh ngộ lại. Bố vừa về đến nhà thì mẹ lại cằn nhằn chuyện bố vẫn tham gia câu lạc bộ golf, rồi mẹ yêu cầu nghỉ luôn chứ tốn kém quá. Vậy mà bố mắt cứ long lanh làm mẹ chẳng hiểu chuyện gì. Sau đó bố vào trong đi tắm, mẹ thấy hơi nghi rồi nha. Shin đang xem tivi thì mẹ gọi vào tắm cùng bố cho nhanh, nhưng cu cậu đang bận xem phim mà. Bị mẹ hét mãi nên cuối cùng Shin cũng phải cởi đồ vào tắm cùng bố. Nhưng vừa mở cửa ra thấy bố làm hơi quá nên Shin quay xe luôn. Vậy mà bố lại hốt cu cậu lại rồi nựng Shin. Mẹ và Hima thấy bố hôm nay cứ kỳ kỳ làm sao. Hôm sau bố lại hí hửng đi làm, mẹ thấy đi làm gì mà vui quá trời. Lần đầu tiên mẹ thấy bố vui như vậy, Shin cũng không biết đây có phải là bố mình không nữa. Đến công ty, bố đang tập trung làm việc thì có tin nhắn của chị Yoko. Chuyện là hôm nay chị lại bị sếp la nên chị thấy rất buồn và muốn được bố an ủi. Vậy là bố tưởng tượng đến cảnh động viên chị rồi được chị chạy đến ôm chầm, sau đó mắt long lanh nhìn bố nữa, mới nghĩ đến thôi mà bố đã đơ hết cả người ra. Đến khi chú Kawaguchi gọi thì bố giật hết cả mình, tiện có chú Kawaguchi nên bố nhờ chú hướng tạo biểu tượng tin nhắn. Đến chiều tan làm, chú Kawaguchi rủ bố đi nhậu,
Nhưng bố lại đọc được tin nhắn của chị yêu cô rủ tối đi xem phim tình cảm. Vậy là bố cười tít hết cả mắt rồi từ chối chú Kawaguchi để về chuẩn bị đi. Chú Kawaguchi đoán chắc là bố có hẹn với ai rồi, nhưng bố cứ đánh trống lảng rồi về luôn. Rồi bố định nhắn tin cho chị tối nay sẽ đi xem phim cùng chị rồi rủ chị sau đó cùng đi ăn tối. Bố nghĩ đến cảnh xem phim lãng mạn mà sướng hết cả người. Nhưng chợt nhớ ra là còn gia đình nên bố xóa tin nhắn rồi nhắn lại từ chối chị yêu cô. Sau đó bố lại hú chú Kawaguchi cùng đi nhậu, rồi bố về nhà. Thấy hai mẹ con cứ chửi lộn như bình thường mà bố thấy yên bình quá. Đây mới đích thật là gia đình của bố.